Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatizadeh cho biết Iran sẽ tiếp tục cắt giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các bên khác trong thỏa thuận vẫn không thực hiện các nghĩa vụ của mình. Theo ông, Iran không còn lựa chọn nào khác là chấm dứt mọi cuộc thanh tra giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA dựa theo một luật quy định chính phủ Iran phải cứng rắn hơn trong vấn đề hạt nhân. Dự kiến vào ngày 21 tháng 2 tới, Luật này sẽ buộc chính phủ Iran dừng cho phép các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên quan tới nghị định thư bổ sung của IAEA mà Tehran đang tự nguyện thực hiện và chỉ giới hạn việc kiểm tra đối với các địa điểm hạt nhân đã được tuyên bố. Cảnh báo của Iran được đưa ra sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết Iran đã bắt đầu sản xuất kim loại urani, hành động đi ngược lại các nội dung cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. IAEA cho biết đã kiểm chứng được 3,6 gam kim loại urani trong nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu của Iran tại Esfahan. Đây được xem là một vấn đề nhạy cảm vì kim loại urani có thể được sử dụng như một thành phần trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Điều này đang khiến thế giới và khu vực đặc biệt quan ngại, nhất là khi mới đây, Bộ trưởng Tình báo Iran cũng tuyên bố những áp lực dai dẳng từ phương Tây có thể đẩy Iran vào chân tường, dẫn đến việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Ba nước Anh, Pháp, Đức Hai ngày trước đã kêu gọi Iran ngừng ngay lập tức việc sản xuất kim loại urani và không tiếp tục các bước cắt giảm thêm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Khi việc không tuân thủ các cam kết gia tăng, Iran sẽ phá hoại mọi nỗ lực ngoại giao nhằm cứu lấy thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thực tế, Iran đã cảnh báo Mỹ còn rất ít thời gian để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với việc dừng các biện pháp trừng phạt nước này. Bản thân giới chức Mỹ cũng nhận định Iran đang tiến rất gần tới một quả bom hạt nhân và vấn đề hạt nhân Iran đang là một ưu tiên. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết. Theo quan điểm của chúng tôi, ưu tiên trước mắt đó là phải đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang với Iran khi nước này đang tiến tới việc có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tái lập một số các cam kết có tính ràng buộc xung quanh vấn đề hạt nhân Iran vốn đã bị loại bỏ trong suốt hai năm qua từ khi lên nắm quyền tân tổng thống mỹ joe biden đã tìm cách khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân tuy nhiên đến nay hai bên dường như đang tranh cãi về việc bên nào phải nhượng bộ và hành động trước iran đang ngày càng thiếu kinh nhẫn với mỹ khi liên tiếp vi phạm hơn nữa các cam kết trong thỏa thuận đồng thời cũng không mấy hài lòng với ba quốc gia châu âu đã tham gia ký thỏa thuận hạt nhân mà không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của họ